Thưa quý vị và các bạn, 26 năm tận tâm đồng hành cùng hàng triệu gia đình khách hàng vượt qua sóng gió. Những tấm khiên là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và những đại sứ áo xanh bảo Việt nhân thọ vẫn ngày đêm âm thầm thực hiện sứ mệnh bảo vệ gia đình Việt, cùng triệu triệu gia đình cả nước vượt qua bão Covid-19, vượt qua những cơn bão rủi ro trong cuộc sống. Hình ảnh của những tư vấn tài chính với màu áo xanh là niềm an ủi, hy vọng của nhiều khách hàng trong những ngày tháng khó khăn. Ghi nhận của nhóm phóng viên. Con ngõ nhỏ đường Hưng Phú, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người đã ra đi mãi mãi sau cơn bão Covid-19 càn quét, để lại nỗi đau thương hiện hữu trên mặt những đứa trẻ mồ côi, những người vợ, người mẹ. Cú sốc tinh thần, những khó khăn về tài chính có lẽ là nỗi ám ảnh của cả xóm nhỏ này. Hai vợ chồng có một đứa rồi, rồi giờ hai chắc con đi luôn rồi. Rồi thành ra thì ở với mấy đứa cháu thì rất buồn, đêm nào cũng khóc. Đại dịch Covid-19 lan rộng khắp Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, miền Bắc, miền Trung. Con số lên tới hàng triệu người. Và có lẽ trong những ngày tháng ấy, thắp lửa ấm áp là tình đồng bào, là sự hy sinh cao cả của lực lượng phòng chống dịch. Và các tư vấn viên tài chính của Bảo Việt Nhân Thọ cũng vượt qua nỗi sợ hãi Covid-19 vây bùa để quan tâm, an ủi, chia sẻ tới từng gia đình khách hàng. Dịch bệnh tràn tới thì chứng kiến những cảnh người dân nói chung và khách hàng của Bảo Việt mà bị ảnh hưởng Covid thì cảm thấy rất là đau xót. Vì thế tôi đã khoác cái áo xanh, màu áo xanh của Bảo Việt đi tham gia cái chương trình tình nguyện để hỗ trợ phòng chống Covid. Thấu hiểu, chia sẻ với khách hàng, ngay khi dịch Covid-19 bùng phát, Bảo Việt Nhân Thọ đã áp dụng ngay chính sách chi trả quyền lợi đặc biệt, quyền lợi y tế và quyền lợi tử vong cho khách hàng lên tới 35 tỷ đồng. Qua dịch bệnh, niềm tin của người dân vào Bảo hiểm Nhân Thọ cũng như Bảo Việt Nhân Thọ ngày càng được khẳng định. Cái đại dịch vừa rồi đã khiến cho người dân nhận thức tốt hơn về cái việc cần chủ động phòng ngừa trước rủi ro, cần có quỹ dự phòng tài chính để đảm bảo khi sự cố xảy ra thì có cái tài chính để mà đảm bảo cuộc sống. Cho đến thời điểm này thì Bảo hiểm Nhân Thọ vẫn là doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường với cái số lượng khách hàng tham gia bảo hiểm là số 1 thị trường. Hơn 17 triệu lượt khách hàng đã lựa chọn tấm khiên Bảo Việt Nhân Thọ, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam để bảo vệ bản thân và gia đình. Và niềm tin của khách hàng cũng là động lực để Bảo Việt Nhân Thọ nỗ lực nhiều hơn nữa, mang những sản phẩm bảo hiểm đến bảo vệ từng gia đình Việt.